Đây thành quả của anh em mình đây các bạn. Đó, một củ xanh với mấy củ nhí à. Đây. Ba anh em đi bắn. Đây nhân vật bắn củ xanh đây. Quay lại chào các bạn ơi. Chào các bạn. Hỏi bắn được củ xanh. Xanh đẹp ghê không? Cũng được khá khá chứ. Được. Rồi hy vọng anh em thích chuyến đi của anh em tụi mình nha. Nhớ like và ủng hộ kênh để ủng hộ anh em tụi mình. Subscribe và bấm cái chuông nha. Đăng ký kênh cho Peter Minh Tâm nha. Cù đất, cù đất. Một con. Ăn con kia luôn không? Ăn con đó. Rồi hai con chạy đi. Dí con đó đi, ông dí con đó đi. Nó yếu rồi, con nó đậu đâu. Tôi lụm con này. Con cua nha các bạn. Con cua nha. Con bán cua đất chứ con đâu mua đất đâu mà. Ông tưởng mình đi mua đất các bạn. Xác định mục tiêu chưa? Gần không? Lớp sau cái cây đó. Mới nhìn thoáng qua thấy. Chưa biết đang nằm chỗ nào. Đâu? À tôi thấy rồi, tôi thấy. Đó. Nó là quý. Mày. Hai bà con luôn. Rồi. Trong khoảng một con. Ông coi tôi làm một pha thần thánh nè. Đó, thấy không? Ghê thiệt. Ghê không? Ba đồ quý bình thường. Một con nó lên cây rồi không? Mình mới hạ được con cu nữa các bạn. Đâu? Đâu rồi ta? Đâu không? Ủa còn sống hả? Tôi thấy nó lật ngay rồi mà. Đâu rồi? À, con đó hả? Con của em đây đâu rồi nè? Bắn lật rồi mà. Hả? Không có quay lên nữa, con đó là đi bụi rồi. Hả? Ở đó hả? Chỗ đó hả? Thì em nó đi bộ đâu đây? Đâu? Lông đâu? Có ngay trên kìa. Ờ ha. Vậy nó đi đâu đây rồi? Uống gì? Đâu một con này coi. Ơ con này cũng chuyện chuyện mà. Ờ. Ờ. Má đuổi mà chuyện chết. Kìa. Hả? Phải tưng lên đây rồi mà. Không, nó chết rồi, nhưng mà sao nó đi đâu chứ? Mình không để ý. Đâu bay đâu. Ừ. Bay đến con. À đây rồi. Mấy con. Bạn. Ừ. Đây nha các bạn. Tìm được rồi. Cũng xa bộ hả? À, hai mấy ba chục. Êm ạ. À. Con này bự nè, ú nu à. Mình vẫn bắn quanh hết bên một nha các bạn. Thấy không? Con cò thấy nè. Con bay cò, con cua xanh cò. Còn có kế đó, nó thấp. Tôi thấy rồi. Hai con luôn. Bắn đi. Rồi, gớm cua xanh. Gớm rồi, gớm rồi. Rồi, chết ngắt rồi. Quá lượm lên. Từ từ. Phải rồi, nguyên bàn, nguyên đàn luôn, phải hết rồi. Gớm cua xanh nha các bạn. Giờ sao lượm nè. Lội qua lượm hay sao? Đây bạn Tùng đang leo qua lấy chim nha các bạn. Bắt rớt con cua xanh trên cây này nè. Nó nghe đọt này nha. Gớt xuống đây. Cố lên Tùng ơi. Em bắn cái chúng cần gỗ hay gì rất ngay luôn. Đó trên đường đi luôn đó. Rồi đi lại 5 mét nữa. Đó đâu đó đó, thấy chưa? Chết đâu?
chết ngắt đúng không? Ném qua đây. Tuyệt vời. Chết ngắt luôn nha các bạn. Á hùng bắn ghê quá. Tưởng nó lủi. Đây nhân vật bắn chiêu của chúng ta đây. Đó. Quá tuyệt vời. Lần đầu thanh niên bắn được cu xanh. Tôi bắn được rồi. Đây các bạn. Tùng lụm cu đây. Ôi con đó, đúng rồi, con đó con trống đẹp ghê á. Ném đi. Ừ. Rồi. Hết vui hả? Ngớt đây rồi các bạn. Sợ lông nó dơ. Hay là mình đắp xịn về mình nướng luôn. Đắp xịn luôn luôn. Được à. Cái này chưa phải đấy. Ông ném dương cành cây rớt xuống rồi. Rồi, dơ luôn con cu rồi. Ừ, để lên cho nó đẹp này. Ném ném qua luôn. Cái đó ném được. Rồi. Quá tội nghiệp bạn Tùng quá. Rồi. Làm sao xuống được. Thôi tuyệt vời. Ôi đẹp ghê á, con này con trống, con này chắc đầu đàn quá. Bắn như ngay ức. Nhìn lông đẹp ghê ha. Đó. Đây, mượn đi. Đó. Ấy. Tay với chân. Ừ, bình tĩnh. Ôi, nó bự rồi. Như con cu Pháp vậy á. Thôi nè. Con bắn ngay ức rồi. Nè các bạn, chúng ngay giữa ức nè. Ngay đây nè. Rồi, một cu xanh nha. Nè. Cầm nè không nổi. Cầm đi. Giờ cho anh em coi nè. Cu xanh nha mấy bạn. Tuyệt vời. Quá đã luôn anh em ơi. Con này màu đẹp ghê luôn á. Nè các bạn. Rồi anh em mình lên đường tiếp nha. Tôi biết con này sẽ chết với tôi. Đạn đi lần nãy. Mày. Con khác lại thế mày. Ấy nó lụi cánh này kìa. Ủa nó trúng đạn mà nó tỉnh bơ thấy không? Mày. Con chim xấu số. Chỗ nào không? À đây rồi. À, ăn đường chim nha các bạn. Hai viên mới chết. Đây. Đó. Rồi ba thấy rồi. Rồi. Cái chỗ này là tù, tù lúc nào cũng bị lội. Cũng tránh gọi được. Cái đội bắn trúng giờ phải lội nè. Hùng bắn trúng. Bóp với lại điện thoại đâu. Lội rồi hả? Sợ nó có trình thôi. Hay. Rồi. Cái ầm cái ướt điện thoại. Anh đi thì tuổi con gì? Chó, con heo cho leo cây không nổi. Bắn được con bối cá nha các bạn. Đó. Còn sống à? Hay quá người ơi. Đâu rồi. Rồi ông ném vô khe luôn rồi. Cái lúc đi vô được mà đi ra sao? Đây rồi. Đây bối cá nè các bạn. Đi rồi. Ơi. Con bối cá hết nhảy luôn. Bắn cái cắm đầu. Nó còn sống mà. Bắn trúng đâu vậy? Bắn trúng à. Phá đầu bắn trúng mà đúng. Trúng lưng, trúng ngay cục sống. Đâu, phá đầu bắn trúng mà. Khu phát đầu trúng sượt cánh, cái nó đảo rồi. Cười coi. Leo đuối thì cười cũng nổi. Chạy lên. Đó, lên tí nữa. Đó. Mà lại dưới mà ve lại tí. Thấy túi, con này để túi. Ấy dính rồi đó, bả đâu cánh rồi kìa. Rồi gớt. Con cũng luôn. Đâu? Cái tay á. Mày. Con tụt bắn nè. Rồi gớt rồi. Cái lùm ấy. Để tôi chạy.
nước rồi đúng không? Ôi xe cánh luôn à. Ủa đâu rồi? Đây. Trúng luôn hả? Đây vỏ cốp nè. Anh Tùng Hòa đường chim nha các bạn. Đang bảo chứ đợi Tùng bắn thục bay qua đây, tôi với Tâm bắn. Tùng ra cho quá. Chích tươi. Cua trên cây nè các bạn. Nó bay rồi sao á? Bay rồi. Đó. Đâu? Qua đây. Cây cong rồi thấy không? Ở trong á. Đó, cây ngay trước mặt nè, ngay dây tán dừa đi lên đó. À, mày xong với tao. Thế vậy mà không bắn thì thôi, bia, bắn bia giống như bắn bia. Ở đâu? Mày. Vậy là nãy giờ tôi bắn trên. Vô được không? Vô được. Chèo vô mà. Không có nước đâu. Có mà. Không bắn lộn đi con camera lên. Đậu cây đi cho câu cây cá. Lụm cu nha các bạn. Nhớ mà. Bắn cây này. Bắn xuống đâu đây nè. Đâu người ta? Trúng cánh nè. Bắn từ đây vô cái cây kìa. Mới hả? Cô này cô non rồi đúng không? Nhỏ xíu à? Chắc đi khùng. Mở cốt, mở cốt. Nè. Đừng có thành quả rồi, trong này có bãi em đó. Đi. Xác lại đường đó, hai ba con thấy không? Thôi nó đậu nữa à. Đó, giờ mình lại mình bắn nó nè. Xong rồi. Đó, một con nữa thấy không? Mày, một con. Được mụn cu nha các bạn. Ghê rồi. Tôi thấy ghê ghê rồi đó. Chết ngay luôn hả? Xuyên ngắt. Mấy con một cua nhí nha các bạn. Hả? Nè, cầm đi. Tôi cầm làm gì? Kiếm cái bịch. Ừ. Đi, tiếp tục. Nó không nhói với tôi à. Để tôi câu pha lại vậy. Mấy con cua có sáo nữa kìa. Rồi để tôi bắn cò cho. Cò này rụng à. Đó. Đó, loại giò kìa. Thấy không? Thấy vớt chân không? Ơi, nó bay luôn rồi. Cái giò nó lật xuống luôn rồi kìa. Ừ, có gãy giò ăn nhầm đi. Con đó giờ mà nằm xuống là không có đào bay lên nữa đâu.